Các yếu tố làm tăng nguy cơ suy si thận cấp bao gồm tình trạng bệnh cần nhập viện, tuổi cao, bệnh động mạch ngoại vi làm tắc nghẽn mạch máu ở tay, chân, bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp, suy si tim, bệnh gan. Các yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh suy si thận mãn bao gồm bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim, hút thuốc lá, béo phì, có nồng độ cholesterol trong máu cao, tiền sử gia đình mắc bệnh, người từ 65 tuổi trở lên phòng ngừa bệnh suy thận bằng cách thay đổi lối sống giữ huyết áp ở mục tiêu ổn định đó là dưới 140 ml thị ngân kiểm soát nồng độ đường và cholesterol trong máu tập thể dục hàng ngày duy trì cân nặng lý tưởng không hút thuốc lá thay đổi chế độ ăn uống uống đủ nước một ngày từ một lít rưỡi đến 2 lít nước và uống nhiều hơn khi vận động thể thao và ngày nắng nóng thực hiện chế độ ăn giảm muối, giảm đạm, giảm dầu mỡ. Bệnh thận cần phát hiện sớm để chữa kịp thời. Bà con mình có thể tìm hiểu thêm về cỏ mực trị suy si thận. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.